Kính chào quý vị và các bạn đến với kênh Ánh Dương TV, bản tin thời sự mới nhất, Trung Quốc hung hăng ở Biển Đông. Tình hình vụ việc tranh chấp ở Biển Đông giữa Trung Quốc và Indonesia tưởng chừng như đã lắng xuống trong thời gian gần đây khi đại dịch cúm Corona đang hoành hành tại Trung Quốc. Tuy nhiên, vào ngày mùng 5 tháng 2, trang tin Hoa ngữ đa chiều đưa tin tiết lộ, ngày mùng 8 tháng 1, hải quân Trung Quốc đã điều một tàu hộ vệ tên lửa tiếp 054A tới có mặt tại vùng biển phía đông bắc của quần đảo Natuna bên trong vùng đặc quyền kinh tế của Indonesia, trang tin này viết. Các cơ quan truyền thông Indonesia gần đây đã lần đầu tiên tiết lộ các bức ảnh về chiếc tàu hộ vệ tên lửa tiếp 054A được chụp bởi hải quân nước này. Tiếp 054A là loại tàu hộ vệ mang tên lửa dẫn đường mới nhất mà Hải quân Trung Quốc được trang bị. Nó có lượng giãn nước đầy tải hơn 4.000 tấn, tốc độ tối đa 27 hải lý trên 1 giờ và có thể hoạt động liên tục trong 15 ngày. Chiến hạm này được trang bị hệ thống 32 ống phóng tên lửa theo chiều thẳng đứng, các tên lửa chống hạm ig 83 hệ thống phòng thủ tầm gần 1130 và mang theo máy bay trực thăng ZH-9C. Sức mạnh chiến đấu tổng thể của nó mạnh hơn nhiều so với hộ vệ hạm hạng nhẹ KRI Tipzadi 381 mà Hải quân Indonesia huy động ngày hôm đó. Mặc dù Hải quân Trung Quốc lần này đã huy động tàu hộ vệ tên lửa Tip 054A, nhưng nói chung các tàu hộ vệ mang tên lửa dẫn đường Tip 056 và 056A có lượng dãn nước lớn hơn 1.000 tấn mới là lực lượng chính để thực hiện nhiệm vụ tuần tra ở Biển Đông. Việc huy động chiến hạm tiếp 054A cho thấy Trung Quốc rất coi trọng việc bảo vệ các quyền và lợi ích của họ trên Biển Đông trong vụ này. Trên thực tế, là vào ngày 8 tháng 1, liên quan đến tranh chấp giữa hai nước, Tổng thống Indonesia Yoko Widodo đã đến thị sát vùng biển gần quần đảo Natuna, ông trước đó đã nói. Nước ngoài không thể đặt chân vào lãnh thổ của chúng ta mà không có sự đồng ý của chính phủ ta, dù một tấc cũng không được phép. Kể từ cuối tháng 12 năm 2019, đã xảy ra tranh chấp giữa Trung Quốc và Indonesia về việc bảo vệ nghề cá ở vùng biển phía đông bắc của quần đảo Natuna, nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Indonesia nhưng cũng nằm bên trong cái gọi là đường chín đoạn mà Trung Quốc tự ý vạch ra, chiếm tới 90% diện tích biển Đông. Trong mấy ngày sau đó, Trung Quốc đã phái nhiều tàu hải cảnh, cảnh sát biển và tàu hải giám giám sát biển để hộ tống các tàu cá của họ. Phía Indonesia cũng đã đưa các tàu công vụ tới vào ngày 11 tháng 1 năm 2020, Indonesia đã phái 3 tàu hải quân. Trung Quốc đã đưa tới 6 tàu cảnh sát biển, 1 tàu giám sát biển cùng 49 tàu cá. Tuy nhiên, theo trang tin Sohu của Trung Quốc, tới ngày 3 tháng 2, cả hai bên đã rút quân ra khỏi khu vực này. Quần đảo Natuna nằm ở biển đông giữa bán đảo Malay và Borneo. Nó bao gồm 272 hòn đảo với tổng diện tích 2.110 km2 và dân số khoảng 90.000 người một cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao Trung Quốc vào ngày 12 tháng 11 năm 2015 đã nói rõ rằng chủ quyền của quần đảo Natuna thuộc về Indonesia. Về vấn đề này, phía Trung Quốc luôn nhấn mạnh rằng giữa Trung Quốc và Indonesia không có tranh chấp về chủ quyền lãnh thổ, hai bên có các yêu sách trồng chéo đối với các quyền về biển ở một phần của Biển Đông. Trung Quốc hy vọng rằng phía Indonesia sẽ giữ bình tĩnh, Trung Quốc sẵn sàng tiếp tục xử lý đúng đắn các khác biệt với phía Indonesia, giữ gìn quan hệ song phương và đại cục hòa bình và ổn định khu vực. Đa chiều cho rằng, do các yếu tố thực tế và lịch sử, Indonesia đã gây ra tình hình căng thẳng với Bắc Kinh. Vào ngày 5 tháng 1, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã đưa ra một thông báo nhắc nhở công dân của mình ở Indonesia chú ý đến an ninh. Mặc dù Indonesia đã liên tục tăng cường sự hiện diện quân sự trong vùng biển diễn ra vụ việc, nhưng giới cấp cao và quân đội Indonesia đã nhận thức được rõ đối đầu với Trung Quốc sẽ không có lối thoát. Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia, ông Prabowo Subianto, đã nói rằng vụ việc này không nên được phóng đại. Đa chiều cho rằng Trung Quốc dựa vào sức mạnh hải quân đang gia tăng nhanh chóng, rất giỏi trong việc tìm kiếm đột phá từ cuộc khủng hoảng và đang dần dần kiểm soát Biển Đông, hiện thực hóa đường chín đoạn mà họ vạch ra. Có thể thấy rằng, tuy đang phải đau đầu vì kiềm chế đại dịch cúm corona, nhưng Trung Quốc vẫn không xem nhẹ việc tranh chấp ở Biển Đông. Cụ thể ở đây là vụ việc gần quần đảo Natuna. Lập luận mà trang tin đa chiều đưa ra cho thấy, truyền thông Trung Quốc vẫn luôn dành nhiều thời gian cho các vụ việc tranh chấp trên Biển Đông. Lập luận trên trang đa chiều cũng cho chúng ta thấy Trung Quốc đang phô diễn sức mạnh quân sự và sử dụng sức mạnh này để chiếm lấy quyền chủ động trong các tranh chấp trên Biển Đông. Và không chỉ Indonesia đang chịu tác động vì động thái này mà các hoạt động này đã diễn ra rất thường xuyên ở Biển Đông đối với các hành vi tranh chấp với Việt Nam. Do vậy, chúng ta phải luôn cảnh giác với các hoạt động trên Biển Đông của Trung Quốc, không phải vì đại dịch cúm corona mà Trung Quốc bỏ quên các quyền lợi, tham vọng bành chiếng của mình trên Biển Đông. Bản tin của chúng tôi đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.